Mình chỉ có để ý trong trọng tài thôi, không cần gì mà cái gì để tay trọng tài đúng không? Thì thôi, chuẩn. Thế xin nói trọng tài với rồi. Bắt hợp lý vãi. Trọng tài bắt chuẩn đấy. Việt Nam. Họ vẫn đang vỗ tay mình luôn, Việt Nam to hơn là hành Việt Nam mà. Thì nó hô không? Mình ở Việt Nam nhá. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. Thôi nó khô, nó sợ nó khô. Nè hơn đôi tay mình thôi nhé. Đúng rồi, chào mình Lưu Manh. Lưu Manh nữa rồi. Sợ rồi, mấy người sợ rồi. Chỉ lộn. Chán rồi. Cặp đúng rồi. Hay không? Nó quay. Thằng hấp viên nó quay là có gì không nữa. Quá đơn giản. Đẹp. Chúa ơi. Việt Nam. Ôi, Việt Nam. Ôi, Việt. Ôi, ba câu thôi. Vừa. Rồi, đi đến cuối. Mọi người vẫy cờ đi, nó quay kìa. Vẫy cờ đi. Vẫy cờ đi, nó quay kìa. Rồi. Ai chơi trò đấy? Chơi trò đấy. Gần. Việt Nam. Việt Nam. Việt Nam. À, hô thế thôi đủ rồi. Bao nhiêu em
Nhưng mà trận này đánh nhàn nhỉ? Nhìn nhàn vậy. Trận hôm qua chưa vào nhịp. Áp lên kiểu gì? Đây này bây giờ dừng như này.